Chào, hôm nay mình làm bộ dụng cụ chìa khóa cho cái này, cho cái tay vịn này. Mình có cái đồ dụng cụ này mà bị mất cái tay vặn này, gắn vô mỗi cái có một cái tay vặn riêng, là cái cù điếu, không phải chứ, phải cù điếu không, cái gì không biết. Có cái dít kia nó mất rồi. Chín cây, từ cây số 5 cho tới cây số 13.
10. Số mấy? Số 8. Xong phần đồ nghề tí ho ok, video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi.